Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Việt. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Trận động đất Lương Sơn 40 năm trước đến nay người dân đại lục còn cảm thấy kinh sợ, nhưng trước khi xảy ra động đất đã có những dấu hiệu kỳ lạ. Vào lúc 3 giờ 42 phút 53 giây rạng sáng 28 tháng 7 năm 1976, theo giờ Bắc Kinh, lòng đất ở Lương Sơn như có 400 trái bom nguyên tử Hiroshima đột ngột nổ tung chỉ trong 10 giây. Trận động đất kinh hoàng khiến nơi cư ngụ của hơn 1,6 triệu người trong phút chốc bị san thành bình địa. Đến nay người ta vẫn còn nhiều điều khó lý giải về trận đại địa liên chấn này. Đó dường như là kiếp nạn không cách nào đoán trước, cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ 10 giây, cơn địa chấn đã cướp đi sinh mạng của gần 700.000 người. Đó là thảm họa động đất gây thương vong nhiều nhất thế kỷ 20. Vì vậy, nhiều người tin rằng trước khi thảm họa xảy ra có rất nhiều dấu hiệu báo trước, thần Phật thực sự đã có nhiều lần điềm báo, cảnh báo con người. Sau khi sưu tập lại tài liệu cũ, đối chiếu các dữ kiện, các nhà nghiên cứu cũng phải lặng người trước những sự thật này. Mãi cho đến đây, nhiều nghi vấn trong đó vẫn còn chưa tìm được lời giải. Như những con cá sợ hãi phát điên, vợ chồng giáo sư Ngô Bảo Cương và Ngô Châu Ngạc ở trường Bát Trung, Đường Sơn kể lại, trung tuần tháng 7 1946, đột nhiên họ thấy xuất hiện thêm rất nhiều đường bán cá tươi ở đầu phố Đường Sơn. Họ cảm thấy rất kỳ lạ vì thường gây khó mua được cá tươi, thế nhưng mấy hôm đó rất nhiều cá và giá rẻ bất ngờ. Họ liền hỏi người bán cá đây là cá ở đâu. Cá này bắt đầu đập chứa nước đầu hạ. Người bán cá trả lời và nói thêm mấy ngày nay kỳ lạ lắm, cá cực kỳ dễ bắt. Vợ chồng giáo sư Cương lúc đấy không ngờ rằng đây là dự báo của thiên nhiên về một tai họa khủng khiếp sắp ập đến. Vài ngày sau, trận đại địa chấn xảy ra, cướp đi sinh mạng của con trai và con gái họ. Một người đánh cá ở vùng Bắc Đới Hà tên là Thái Gia Bảo nhớ lại, lũ cá có như bị điên hết. Trước và sau ngày 20 tháng 7 tại ngư trường ở vùng Duyên Hải cách Đường Sơn không xa, cá đối, cá nheo, cá chẽm nhao nhao nổi lên, trắng trắng cả vùng sông hồ rất dễ bắt. Các ngư dân chưa bao giờ gặp vận may tốt như vậy. Anh Hoắc Thiện Hòa, ngư trường Bắc Gia Trang, Trường Sơn kể, hai ngày trước đó nghe trong ao có tiếng nước chảy ào ào. Anh liền chạy ra xem thì thấy cả đàn cá chám cỏ đang nhảy lên, có con nhảy cách mặt nước cao hơn một thước, có con còn phóng thẳng lên trời giống như một con quay xoay vòng cực nhanh. Thuyền viên thuyền chở dầu Thương Hồ Hiệu ở vùng biển Đại Cửa Khẩu, Thiên Tân, phía nam Đường Sơn nhớ lại ngày 27 tháng 7 năm đó. Không ít thuyền viên chen chúc tại mạn thuyền thả câu, dưới chân con thuyền đột nhiên cá bơi rất nhiều, cá con cũng dồn dập bơi qua bơi lại thành đàn, thả lưỡi câu một hồi có thể lên được cơm 100 con. Có thuyền viên dùng một sợi dây câu tơ, chỉ buộc 4 móc câu lại có thể đồng thời câu lên 4 con cá. Những con cá giống như đang sợ hãi tranh giành cắn lưỡi câu để mong được thoát khỏi biển. Côn trùng có cánh chim và rơi như mất lý trí. Theo những gì các thuyền viên tận mắt chứng kiến, ngày 25 tháng 7, quanh thuyền chở dầu vang lên tiếng rít. Sau đó một đàn chuồn chuồn màu xanh thẳm bay tới cậu trên cửa sổ. Cột buồm đèn và mạn thuyền chi chít một mảng, mặc cho người bắt đi hay xua đuổi, chúng vẫn không nhúc nhích, một con cũng không bay lên. Không lâu sau lại có một đàn bướm ngũ sắc rực rỡ, châu chấu màu đất vẻ đen, cùng rất nhiều giấy, chim sẻ và các loài chim con biết tên, tới tấp bay đến. Dường như chúng đều không hẹn mà cùng tụ họp lại mạn thuyền. Cuối cùng một con học lại sắc rẫy bay tới thoáng váng đậu ở đuôi thuyền và cũng không nhúc nhích. Ông Trương Hữu ở thị trấn Bình Thôn, huyện Thiên An, Đường Sơn chia sẻ, ngày hôm đó con chim yến mẹ dưới mái hiên nhà ông ngậm lấy mấy con chim yến con mà bay đi. Cùng ngày con chim yến mẹ dưới mái hiên nhà một người khác ở huyện Ninh Hải, phía nam Đường Sơn cũng mang theo hai con yến, còn bạn bay đi. Từ hai ngày trước con yến mẹ này giống như phát điên, mỗi ngày đều đem một con yến con từ trong tổ ném ra ngoài. Chủ nhà nhặt con yến lặt lại vào tổ, lập tức bị yến mẹ ném ra. Cùng ngày tại hợp tác xã Thương Thang Tử, huyện Thiên An, có một người nhìn thấy chuồn chuồn và châu chấu cùng bay tới. Chúng bay nhanh từng bầy đàn trải rộng hơn 100 mét, bay từ đông sang tây trong khoảng 15 phút đồng hồ. Lúc đàn chuồn chuồn bay qua, nghe tiếng vù vù vang lên tiếng động cơ, khiến nhiều người tròn mắt ngạc nhiên, chuột lớn chuột nhỏ tìm nơi trốn chạy. Ông Vương Cái Sơn, huyện Lang Nam, Đường Sơn kể lại, ngày 27 tháng 7, ông tận mắt nhìn thấy đàn chuột trong khu trồng bông hốt hoảng chạy tán loạn. Nhìn kỹ thì phát hiện những con chuột lớn đang mang theo những con chuột nhỏ chạy đi rất nhanh, rất gấp. Những con chuột nhỏ gắn đuôi nhau nối liền một chuỗi như đang đi di cư đâu đó. Có người cảm thấy hiếu kỳ định đuổi theo bắt chúng, nhưng người khác ngăn lại, nói đừng bắt nữa, có thể sắp đụt rồi. Chuột sợ nước ngập hang nên tìm cách di cư đi chỗ khác. Cùng lúc trong mấy ngày đó tại một nhà kho hợp tác xã cách Đường Sơn không xa, có hơn 300 con chuột chui ra khỏi hang, tụ tập lại cùng một chỗ mà đứng ngẩn nha. Những chuyện kỳ quái không thể lý giải. Khi ấy vùng ven biển phía đông nam Đường Sơn sóng biển phát ra tiếng nổ lớn kinh người, khác hẳn với bình thường. Từ hạ tuần tháng 7, ngư dân vùng Bắc Đới Hà cảm thấy rất khó hiểu khi các tảng đá ngầm vốn luôn lộ trên mặt biển đã bị nước nhấn chìm. Trước đây trên bờ biển có 13 tấn nước đánh cá, nhưng khi ấy chỉ có thể phơi được 1 tấn mà thôi. Phòng tắm bờ hoa sen ở bãi biển bị nước biển tràn vào, vùng biển quanh năm đánh bắt cá cũng đột nhiên sâu hơn so với trước kia. Những cư dân tại vùng biển từ Thái Gia Bảo đến thôn Đại Thần, đường gần Đường Sơn đường như không thể tin nổi mắt mình khi chứng kiến nước biển trong vắt được bỗng nhiên biến thành một màu vàng đục ngầu.
Từ trung tuần tháng 7, những lỗ nhỏ trên tấm tre mang lại một giếng sâu hơn 50 mét ở huyện Phong Nhuận, Đường Sơn có khí lạ thoát ra kêu xi xi. Ngày 25 và 26 tháng 7, những đợt khí này phun trào tới mức đỉnh điểm, đứng cách giếng 20 mét bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng vang. Khối đá nhỏ đặt phía trên lỗ thoát khí kia cũng có thể lơ lửng trên không một cách vô cùng kỳ lạ. Tại hợp tác xã Cao Khảm, huyện Loan, Đường Sơn cũng có một cái giếng thần bí, miệng giếng không sâu, bình thường mọi người dùng đòn gánh là có thể múc được nước. Nhưng vào ngày 27 tháng 7, có người đột nhiên phát hiện thùng treo trên đòn gánh không có cả mặt nước chỗ nữa. Người này đành phải quay về nhà lấy thêm dây thừng để nối. Chẳng ngờ khi quay lại thì nước giếng tự nhiên lại đầy ắp. Người ta chẳng những không cần dùng dây thừng mà còn có thể trực tiếp cho thùng xuống nước, múc được đầy nước. Tại Bắc Kinh vào nửa đêm, bóng đèn hình quang trong nhà của nhiều người mặc dù đã tắt đi nhưng lại dự sáng lên một cách kỳ lạ. Tại huyện không có người phát hiện một bóng đèn hình quang 20W đã bị tháo hẳn xuống lại lập lòe sáng lên. Cùng ngày tại khu vực khai thác mỏ Tây Lâm, Đường Sơn xuất hiện một đám mây mù bốc lên mùi lưu huỳnh khó ngửi. Đám sương mù này che mất tầm mắt của người dân, khiến họ mờ mịt không nhìn thấy đường. Mọi người bị mùi vị khác thường đầy sập vào mũi tới mức bị mê man. Họ không còn thấy rõ tình cảnh trước đang xảy ra trong khu vực họ đang sống, càng không thấy rõ thiên nhiên đang chuẩn bị một tai nạn như thế nào. Đêm hôm đó trước đại hủy diệt, ông Vương Tài sống ở ngoại ô thành phố Đường Sơn kể lại. Khoảng 12 giờ khuya ông về nhà, sau khi đem xong chiếu bóng thì nhìn thấy 4 con vịt mái giữa cổng nhà. Chúng không đi vào sân nhỏ hay không chuồng mà cứ đứng ở ngoài cửa. Khi vừa thấy ông, chúng liền rướn cổ lên kêu và vỗ cánh lạch bạch nhào tới. Ông đi đến đâu chúng đuổi tới đến chỗ đó. Không những vậy, còn ra sức dùng miệng kéo ống quần của ông như muốn nói một điều gì đó. Ông Trương Bảo Quý ở huyện Loan Nam kể, đêm đó ông nằm mãi không ngủ được lại nghe thấy tiếng con mèo nhà mình kêu lên thảm thiết. Tưởng là đã đói bụng, ông dậy mang thức ăn cho mèo nhưng kỳ lạ là con mèo không ăn chút nào mà vẫn cứ tiếp tục kêu gào, chạy tán loạn như sắp bị mang đi giết thịt. Đêm hôm đó mấy trăm cây số chung quanh Đường Sơn, người ta đều nghe thấy tiếng chó sủa thê lương kéo dài. Theo ông Lưu Văn Sáng, huyện Phong Nam, đêm ông bị tiếng chó sủa dữ dội từ phía đánh thức. Lúc ấy con chó dùng sức cào mạnh vào cửa phòng, ông nghĩ có người định bắt nó, ông Lưu ra mở cửa cho chó vào nhà. Nhưng kỳ lạ là chú chó lại tìm đủ mọi cách vừa sủa vừa ngậm vào dấu quần như muốn kéo ông ra khỏi phòng. Anh Trần Phú Cương, huyện Phong Nhuận đang cho ngựa ăn, bất ngờ những con la con ngựa không ngừng hí vang và đá lung tung. Chúng còn nhảy loạn xạ như muốn lồng ra khỏi chuồng, có dùng cách gì cũng không dừng lại được. Sau hơn 3 tiếng nhảy loạn xạ, toàn bộ hơn 100 con ngựa của 60 chuồng giằng rứt dây cương, kêu lớn quái dị, tranh nhau nhảy ra khỏi chuồng, ngựa tung vó chạy như điên ra đường quốc lộ. Cùng lúc đó, anh Lý Hội, thành huyện Xuân Ly, tận mắt nhìn thấy hơn con chim bồ câu của nhà hàng xóm đột nhiên bay tán loạn lên không trung, rồi lượn từng vòng, mặc dù bị va đập vào nhau nhưng chúng vẫn cố gắng hết sức bay lên trời chứ không chịu đáp xuống đổ. Rõ ràng rất nhiều người đều đã nhận được tín hiệu cảnh báo từ thiên nhiên trước khi đại địa chấn Đường Sơn xảy ra nhưng chẳng mấy ai chú ý. Người ta cho rằng thời tiết oi bức, khó chịu đến con người còn thấy cảm thấy bức bối, nên cả chó động vật không yên là chuyện bình thường. Mưa mấy ngày liền có thể khiến nước giếng đột nhiên dâng cao, chẳng có gì là khó hiểu. Đúng 3 giờ 42 phút ngày 28 tháng 7 năm 1976, trận động đất hủy diệt đã bất ngờ nổ ra, chỉ 10 giây địa chấn để lại hậu quả kinh hoàng. Gần 700.000 người thương vong, 85% công trình xây dựng bị phá hủy hoàn toàn hoặc không thể sử dụng được tiếp. Thiệt hại kinh tế của trận động đất ước tính lên đến 10 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 23.000 tỷ đồng theo thời giá hiện tại. Tượng Phật rơi lệ sau động đất, Lạc Sơn Đại Phật là một bức tượng chạm khắc hình Phật Di Lặc đang ngồi với cặp mắt hơi mở, từ bi nhìn xuống chỗ hợp lưu của ba con sông Mân Giang, Đại Độ và Thanh Nghi bên dưới. Bức tượng bằng đá này cao 71,2 mét, được khắc vào thời nhà Đường, nằm ở miền nam tỉnh Tứ Xuyên, cách huyện Lạc Sơn khoảng 3 km về phía đông. Bức tượng đá đối mặt với núi Nga Mi, dưới chân tượng Phật có dòng sông chảy ngang qua. Bức tượng này cần tới 90 năm để hoàn thành, với hy vọng rằng những con thuyền đi qua nơi đây sẽ được bình yên vô sự, vượt qua được vùng nước dữ. Phải chăng vì được tạo ra mục đích bảo hộ cho con người nên mỗi khi có tai nạn to lớn xảy ra, tượng Phật này đều rơi lệ? Tháng 7 năm 1976, cặp mắt của tượng Phật một lần nữa nhắm lại lần thứ 3. Điều này xảy ra ngay sau khi trận động đất ở Đường Sơn. Hai mắt tượng Phật nhắm lại và chảy nước mắt. Bức tượng Phật cũng có thể hiện một gương mặt giận dữ. Vì sao sự việc tượng Phật chảy nước mắt lại xảy ra nhiều như vậy? Rốt cuộc điều đó có muốn cảnh báo hay gửi gắm điều gì đến con người chúng ta? Cổ nhân nói ông trời có đức hiếu sinh hay ông trời không tuyệt đường người. Họ cho rằng khi đại kiếp nạn sắp xảy ra trong tương lai, trời đất thần linh đều sẽ bằng cách nào đó cảnh báo cho con người tìm nơi bình an. Tất cả các loài động vật lớn nhỏ, nhất là côn trùng có cánh và loài chim, đều rất nhạy cảm, có thể biết được trước thảm họa sắp xảy ra. Người ta nói rằng chúng có cảm giác quan thứ 6, chỉ có con người là vẫn mê mờ không nhìn ra được cảnh báo của thần Phật dành cho mình. Chẳng ai ngờ rằng một trận đại hồng thủy diệt sắp ập đến. Người ta chính là dùng những quan niệm người thường để giải thích những điều dị thường kia. Tri thức khoa học có thể giúp con người cảm thấy hiểu biết hơn một chút, nhưng đồng thời cũng lại khiến họ trở nên phong bệ, không thể nhìn ra được chân tướng sự thật.
đôi khi vì thế mà còn trở nên yếu đuối hơn. Người ta vẫn thường quên rằng con người cũng là một phần của vũ trụ bao la này, hơn nữa chỉ là một hạt bụi nhỏ bé nhất. Khả năng của người ta là vì thế cũng rất hữu hạn. So với nhiều loài động vật, chúng ta dường như lại kém nhạy cảm hơn rất nhiều. Rất nhiều loài vật có các quan thứ 6 đoán trước được tai họa từ nhiều ngày, nhiều tháng trước, chỉ có con người là cứ mãi mê mờ. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và nếu thấy hay thì hãy nhấn biểu tượng like ở phía dưới và bật thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!